Đây là nguyên lý hoạt động của mạch piano sử dụng IC555. Đầu tiên là nguồn 9V sẽ được nối với chân cấp nguồn. Dòng điện sẽ đi vào IC555. IC555 sẽ biến đổi dòng điện thành xung điện. Khi đó xung điện sẽ tiếp tục đến với tụ điện 10 microfarad. Tụ điện lọc nhiễu xung điện để đến với loa 8 ohm. Khi đó loa 8 ohm sẽ có chức năng là chuyển hóa sóng điện thành sóng âm và sóng mà con người có thể nghe được. Thứ hai là nút nhấn hai chân có vai trò như là một công tắc. Vì vậy khi nhấn nút, loa sẽ phát ra âm thanh. Ngoài ra ta còn có thể điều chỉnh biến trở cúc áo để làm thay đổi giá trị điện áp, tạo ra được âm thanh mà mình có thể mong muốn.
Em mát, em mát, em mát.